thầy thế. Chuyện gì? Sao tụi em bắt con mặc đồ Yumi, giả dạng Yumi làm gì với thầy? Đây là kế hoạch của thằng Minh mà. Thì để cho thằng Mẫn mặc đồ Yumi cũng được mà. Thằng Mẫn còn bảo vệ hai đứa nữa. Không phải, nhưng mà thầy... Thôi, đừng có nói nữa. Bây giờ làm sao thầy với em phải tập trung đánh lạc hướng tụi nó, để cho Yumi với Minh với Mẫn thoát khỏi trường, hiểu chưa? Dạ. Thầy con giỏi không thầy? Giỏi. Yes. Yeah. Yes. Yes. Ah. Đó. Ôi xin lỗi thầy nha. Ba con đi học. À, Yumi. Dạ. Con lại đây. Ba tặng cho con nè. À, sao bữa nay ba tặng quà cho con vậy? Thì dạo này ba thấy con chăm chỉ học hành, cho nên ba tặng cho con. Hả? Cái này có phải là đồ gia bảo của ba không? Nó cũng gần gần như vậy. Mà nè, con giữ cẩn thận nghe không? Đừng để mất cái vật này nghe chưa? Đồ của ba tặng mà sao con lại mất được. Thôi con đi nha. Bye bye ba. Thôi được rồi, bây giờ tôi nhờ thầy kêu học sinh của thầy tìm nó giúp tôi đi. Tôi đang cần gấp lắm. Giờ này chắc bé Yumi đã về nhà rồi. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi có trách nhiệm dạy ở trên trường. Tôi không có trách nhiệm phải đi tìm học sinh của mình. Được rồi, cảm ơn thầy. Chú sao rồi chú? Giờ mình có cần đi báo công an không chú? Họ có làm gì đâu mà báo công an. Là sao? Mà nè, con có thấy Yumi đâu không? Vậy bây giờ vậy đi, con đứng đây canh, thấy họ nhào vô trường con gọi báo công an liền. Chú phải đi kiếm Yumi, hiểu chưa? Dạ rồi, rồi để con lo thôi chú. Thế nào thầy? Ủa Long. Dạ. Con có thấy Yumi đâu không? Con không biết ạ. Thôi được rồi. Vô kẹo. Ai đứng trước cổng vậy? Như mấy người đó đang kiếm Yumi á.
xong vô cho công an bắt mày hả? Chuyện quan trọng cần phải giải quyết lắm. Những câu hỏi của bạn mình trả lời sau nha. Thầy Phút ơi, 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 thầy Phút ơi. Thầy bị nguyên chất ngon sánh mịn thân thương phát thèm. Không lẽ mình cứ đứng đây chờ hoài. Theo tao. Tụi bay chia ra. Yumi, Yumi à, Teacher Food. Yumi, Teacher Food. Trời ơi, Teacher Food ở đâu? Em tìm Teacher nãy giờ đó. Tại sao không gọi điện thoại? Em đâu đem điện thoại gì đâu. Mà có chuyện gì không? Em biết Yumi ở đâu. Tại sao không nói sớm? Thôi Yumi đâu cho em nói. Yumi đang ở đâu? Phòng truyền thống. Đi chú lên. Dạ. Mấn. Ủa chú. Chú tụi nó đi di chuyển rồi, giờ mình làm gì nữa vậy? Tại sao con đứng dưới cánh? Tụi nó đi rồi. Vô lại phòng truyền thống. Không mấy về được ông Teacher Food. Về cái đầu con á. Yumi ơi, sao mày là những người đi tìm mình để giết mình đó. Giết Huy hả? Tại sao con lại trốn chú? Con có biết là chú tìm con cực khổ đúng không? Để làm gì? Để nói chuyện với con về vụ chuyển trường của con. Không là kẻ giết người đã giết ba tôi. Bây giờ ông còn giả nhân giả nghĩa được hả? Vậy là con đã biết hết rồi. Được. Vậy cô phòng giao cái vũ khí ra đây. Để phát cho. Cái gì vậy? Mày đang ở đâu? Mau lên lầu 3 đi. Kêu tụi nó hết lên đây. Lúc này chú đánh con có đau lắm không? Ông đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Lớn to đầu ăn hiếp hai đứa con nít, ông không biết nhục hả? Tao không nói nhiều với mày nữa. Cái chú Pi đang ở đâu? Không có. Không có hả? Dù Pi, có sao không Dù Pi? Nhỏ vậy mày không chịu nghe hả? Yumi, mày có sao không? Mày đừng có sao. Mày đừng có sao. Yumi sao? Yumi, mày có sao? Chân Yumi bị chấn thương rồi. Ra khỏi đây liền, ra khỏi đây liền. Thầy ơi, không có được đâu. Tại sao không được? Hồi nãy em có nghe ông gọi yểm trợ lên rồi. Bây giờ mình chạy xuống là bị bắt gặp ở dưới liền á. Với lại chân Yumi bị đau nữa. Thầy biết rồi thầy. Giờ sao đây thầy? Được sao thầy? Bình tĩnh, bình tĩnh.
tắt đèn đi con, tắt đèn. Dạ. Ê, hey. Con có đi được không? Yeah. Tụi nó chạy ở ngoài kia kìa. Ôi chú, ôi chú, ôi chú. Chuyện của mình sao? Con chú, chú. Mà không sao đâu. Giờ báo công an được chưa chú? Gọi báo đi con. Khoan đã thầy ơi, nếu mà mình cứ ngồi đây mình chờ công an tới, không phải ý kiến hay đâu. Tụi nó mà chạy qua tụi nó phát hiện là mình chết chắc. Có cách nào khác không thầy? Chú ơi, con có cách này có được không? Anh Cường cơ. Cường ơi. Cường ơi. Cường ơi. Cường ơi. Cường ơi. Mình chạy đi con. Chạy đi con. Cái này nè, nhanh lên, nhanh lên. Ê, nhìn lại, nhìn lại. À, tụi mày. Chạy. Thầy, đây là kế hoạch của thằng Minh mà. Thì để cho thằng Mẫn mặc đồ Yumi cũng được mà. Thằng Mẫn không bảo vệ hai đứa đó nữa. Không phải, nhưng mà thầy... Thôi, đừng có nói nữa. Bây giờ làm sao thầy với em phải tập trung đánh lạc hướng tụi nó, để cho Yumi với Minh với Mẫn thoát khỏi trường, hiểu chưa? Dạ. Thầy con giỏi không thầy? Giỏi. Yes. Yeah. Yes. Yes. À. Đã. Thầy con giỏi chưa? Cô điên hả? Sao con đánh nó? Cô vừa đánh lộn đâu mà tính thằng Ngọc con đánh nó. Đừng làm đi thầy. Trời ơi. Trời, từ từ nào, con mặc váy mà thầy, từ từ nào. Ê, lại đây, lại đây. Quân. Mày dám quấn học trò tao hả? Mày hả? Mày dám học trò tao hả? Mày dám học trò tao hả? Trò to hả? Rõ lắm con. Đi. Mặt nó vâm ghê. Linh à, bạn có mệt lắm không Minh? Phải yên tâm đi. Chúng tôi phải dạy cho Minh. Mày muốn trốn ở đâu? Tình cảm quá ha. Tao hỏi mày, USB mày giấu ở đâu? Hả? Không có USB nào hết. Ông đừng đánh mẹ ơi.
Chạy đi Dương My! Dương My! Bây giờ mày có dao rồi không? Dương My mày giấu ở đâu? Hả? Không có. Không có hả? Mày... Chạy đi Dương My! Chạy đi! Mày có dao không Dương My không? Chạy đi Dương My! Đi sao không chạy đi? Sao mình bỏ bạn được? Tha cho Yumi đi mà. Mày có chịu giao Yumi ra không? Hả? Tôi không biết. Yên tâm, mời chú đây. Thì ra là tụi bay có mặt đầy đủ ở đây hả? Được, hôm nay ta sẽ cho tụi bay chung một ngày dỗ. Đây là chuyện của tôi với ông, thả mọi người ra đi. Được, vậy thì giao Dũng Bi ra đây. Nhanh lên. Giao chứ gì? Được. Tụi mày, giao vô. Tất cả lên đi. Ai chạy tụi bắn. Dũng My, Phương phụ xa bạn đâu? Mình không sao mà. Bạn ở lại cố gắng học giỏi nha. Em cảm ơn thầy Long và Mẫn nữa, chị ráng chăm học, đừng phụ lòng thầy nha. Dù mình à, đi cẩn thận nghe con. Khi nào vụ án kết thúc, nhớ quay về với mọi người. Mọi người đợi con. Dạ.